Đánh giá mình quá cao, giống như đã giảng trên đây. Các vị xem tôi vĩ đại không? Hiện nay không có chế độ quân chủ. Nếu có thì nhất định chức vị hoàng đế phải do tôi làm. Các vị không có phần. Vì tôi thông minh hơn các vị, tôi có thể chi phối các vị, mà các vị không thể chi phối tôi, cho nên thường có cái ngô ngã tồn tại. Cái ta và của ta không đoạn trừ, không có cái của ta thì cũng có cái ta, hai cái này buông bỏ không được thì không có công, chính vì mình quá tự mãn. Lại nữa, chính vì mình cũng không chân thực tu hành, cho nên tự tánh cũng hư vọng không chân thực. Bởi vì mình vốn không chân thực, nên đến rốt cùng chính mình là thực hay giả đều không biết. Đó gọi là tự tánh hư vọng, không thực. Chính là tự mình không tin tưởng mình. Giống như tôi khuyên bảo quý vị không nên uống rượu, tại sao quý vị vẫn cứ uống? Tự mình không biết phải làm như thế nào, còn lại tạo nên tật xấu, đó gọi là tự tánh hư vọng. Mình không nhận thức chính mình, tại sao lại như vậy? Chính vì mình không có đức hạnh, vì thiếu đức hạnh. Tại sao lại thiếu đức? Vì ngô ngã tự đại, đánh giá mình quá cao, thậm chí đem mình sánh với Phật. Giống như nói, vị pháp sư tên đó đó đã khai ngộ, tôi và ông ta thì giống nhau. Anh ta không nói anh ta khai ngộ mà nói pháp sư đó khai ngộ, nhưng anh ta và pháp sư khai ngộ đó lại giống nhau, đó cũng chính là tự giới thiệu mình đã khai ngộ rồi. Đó chính là ngô ngã tự đại, tuyệt đối không có công đức. Trừ thiện tri thức, niệm niệm không gián đoạn là công, lòng giữ công bình chánh trực là đức, tự tu tự tánh là công, tự tu tự thân là đức. Trừ thiện tri thức, công đức phải thấy trong tánh mình, chớ chẳng phải tìm ở chỗ cúng dường và bố thí. Bởi vậy phước đức với công đức là khác nhau. Vua Võ Đế không biết chân lý, chớ hết chẳng phải tổ sư ta lầm. Giảng, quý vị thiện tri thức, cái gì là công? Tức niệm niệm của mình, chánh niệm không gián đoạn, niệm niệm tu hành không ngừng nghỉ, lâu ngày sẽ có công. Cho nên nói ban đầu miễn cưỡng, lâu ngày trở thành tự nhiên. Tâm mình thực hành bình đẳng chánh trực mà không có tất cả tướng cong quẹo chính là đức. Quý vị tự tu tự tánh của chính mình, tức là lúc chưa kiến tánh, cần phải tự mình tu tánh. Tu tánh tức là không sanh phiền não. Ai đánh mình thì xem như đập vào tường vách, ai chửi thì xem người đó đang ca hát, hoặc cho rằng họ đang nói tiếng ngoại quốc, giống như người ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng rơi xuống mặt người đó. Người đó chửi quý vị không để ý đến, thì cũng giống như người đó tự mắng mình vậy. Có người nói, nếu đánh tôi, thân tôi đau nhức thì làm sao không đánh trả lại? Cũng giống như ban đêm không có đèn đụng đầu vào bức tường, thì quý vị có đánh cho bức tường vài đấm không? Nếu đánh vài cái vào bức tường thì ngược lại làm cho tay ông đau nhức thêm. Quý vị cần nên không để ý đến nó, giống như Bồ Tát Di Lặc nói, già khờ mặc áo vá, cơm lạt bụng no nê, vá áo để che lạnh, vạn sự tùy duyên liễu. Có người mắng già khờ chỉ nói tốt. Có người đánh già khờ tự té xuống, nhổ đàm mặt già khờ, cứ để nó tự khô, già cũng không phí sức, ông cũng không phiền não. Ba la mật như thế chính là diệu trung bảo, nếu hiểu nghĩa lý này, lo gì không đạo đắc. Thật tuyệt, nhưng mà không dễ dàng làm được, diệu trung bảo này không thể dễ dàng đạt đến. Tự tu tánh thì không nổi giận, tự tu thân thì không làm việc xấu, không có dục tâm, tham tâm, sân tâm, si tâm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là tu thân và cũng chính là đức. Quý vị thiện tri thức, công đức phải tự kiếm trên thân của mình, chớ hứa không phải rong ruổi bên ngoài tìm cầu. Không phải bố thí cúng dường tam bảo liền nói ông có công đức, đó không có công đức mà chỉ có phước. Cho nên phước đức và công đức có sự sai khác. Phước đức là do ông tạo phước nghiệp và tương lai sẽ thọ phước báo, mà công đức là ông lập tức nhận lấy đương thời liền được lợi ích. Lường Võ Đế không hiểu chân lý, chứ không phải tổ sư Đạt Ma của chúng ta giảng không đúng đạo lý, nói không có công đức. Lúc đó tổ sư Đạt Ma vốn muốn cứu độ Lường Võ Đế, nhưng vì Lường Võ Đế quá tự cao tự đại, cho rằng mình là hoàng đế, đã có vô lượng công đức. Tổ sư Đạt Ma muốn phá chấp trước này của nhà vua, bèn nói nhà vua không có công đức. Lường Võ Đế nghe như vậy trong tâm không vui, không còn xem trọng tổ sư Đạt Ma. Dù tổ sư Đạt Ma có giảng gì đi nữa, nhà vua cũng không nghe,
Cho nên tổ sư Đạt Ma bỏ đi, quả nhiên sau đó không lâu Lương Võ Đế bị đói chết. Nếu nói nhà vua có công đức thì tại sao lại bị chết đói? Tổ sư Đạt Ma muốn cứu vãn nghiệp tội, không để nhà vua chết đói, khiến cho nhà vua sanh tâm giác ngộ. Nhưng đáng tiếc Lương Võ Đế ngô ngã quá lớn, cho nên tổ sư Đạt Ma không thể cứu nhà vua được. Thứ sử lại hỏi: đệ tử thường thấy quý thầy và người tục niệm Phật A-di-đà nguyện vãng sanh về Tây Phương, xin giải rõ cho biết các người ấy được vãng sanh về Tây Phương chăng? Xin ngài phá chỗ nghi này. Giảng. Thứ sử Vi Cử lại hỏi: đệ tử chúng con thường thấy người xuất gia và người tại gia niệm danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Lượng Thọ, phát nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Này còn thỉnh hòa thượng, vì chúng con mà giảng nói, có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương không? Còn cúi mong hòa thượng vì chúng con phá tan nỗi nghi ngờ mê hoặc này. Thứ sử Vi Cử thưa hỏi: vấn đề này không phải chính ông ta không hiểu rõ, mà là vì có một số người không hiểu rõ pháp môn này. Họ lấy pháp môn niệm Phật hủy báng thiền tông, nói những người tu thiền ăn no xong liền ngồi ở đó, rốt cuộc là dụng công gì? Chỉ dụng công làm biếng mà thôi, không bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương tốt hơn. Người niệm Phật thường hủy báng người tọa thiền như thế, mà người tọa thiền cũng công kích lại: các ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc Tây Phương, vậy thì khi không có Phật A Di Đà, người ta lại niệm Phật nào đây? Như thế niệm Phật cùng với tham thiền hủy báng công kích lẫn nhau, khiến người ta không biết cái nào là đúng. Vì có nhân duyên như thế cho nên thứ sử Vi Cử thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư. Sư nói: sử quân hãy nghe cho kỹ, Huệ Năng giải cho. Đức Thế Tôn lúc ở thành Xá Vệ nói kinh về chỗ tiếp dẫn vào cõi Tây Phương, rõ ràng cõi ấy cách đây chẳng xa. Nếu luận về hình tướng và số dặm thì có 10 muôn 8 ngàn, tức là chỉ 10 điều ác và 8 điều tà trong thân, thế mới nói là xa. Nói xa là vì người hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Rằng, Xá Vệ Quốc là tiếng Phạn, tàu dịch là Phong Đức. Vì người ở đó có sự phong phú về ngũ dục tài bảo, có đầy đủ ngũ dục, tài sắc, danh thực thủy, mà người ta lại có đức đa văn giải thoát. Đa văn tức học nhiều mà không chấp trước. Tại thành Phong Đức, Đức Phật thuyết pháp dẫn độ giáo hóa chúng sanh vãng sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương. Kinh văn nói rất rõ ràng, thế giới Cực Lạc cách chỗ này không xa, nếu theo hình tướng mà nói có 10 vạn 8 ngàn. Kinh A Di Đà vốn thuyết 10 vạn ức Phật độ mà không phải là 10 vạn 8 ngàn, nhưng Lục Tổ Đại Sư vì để đối trị biên kiến của người đương thời cho nên nói 10 vạn 8 ngàn. 10 vạn ước Phật độ không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm mà là rất nhiều, rất nhiều. Nếu giảng về tự tánh chính là thập ác bát tà. Thập ác tức ba điều ác của thân, sát sanh trộm cắp tà dâm, ba điều ác của ý, tham tâm, sân tâm, si tâm, tà kiến. Bốn điều ác của khẩu là những điều ác tệ nhất, tức ỷ ngữ, nói lời ô trọc không thanh tịnh, chuyên nói về vấn đề nam nữ. Vọng ngôn, nói láo, đặt điều ác khẩu, tức chửi mắng người, lưỡng thiệt, chuyên môn bới móc, ly gián, nói chuyện thị phi. Bát tà chính là 8 điều ngược lại với bát chánh đạo, tức là tà kiến, tà ngữ, tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, còn gọi là tà phương tiện, tà niệm, tà định, thập ác. Bát tà chính là con đường 10 vạn 8 ngàn dặm, nói thế giới Cực Lạc Tây Phương ở xa là vì người hạ căn thuyết. Nói thập ác bát tà, cách tự tánh chúng ta không xa, đó là thuyết cho người có trí huệ. Người có hai hạng, pháp không có hai thứ, tánh ngộ, mê có khác nhau, chỗ kiến giải có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Tây Phương, người ngộ tự tịnh tâm mình, sở dĩ Phật nói, tâm mình tịnh, tức là cõi Phật tịnh, rằng người có hai loại, đây không phải chỉ người da vàng và da trắng, mà chỉ người có trí huệ và người ngu si. Nhưng pháp không có hai loại, bất luận người ngu hay người trí đều tu pháp này. Cho nên nói pháp vô lưỡng bàn, mê và ngộ thì không giống nhau, nhưng kiến giải có chậm có nhanh. Người mê niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương, mà người có trí huệ khai ngộ thì tự tịnh kỳ ý. Cho nên nói lúc tâm thanh tịnh đó chính là thế giới Cực Lạc. Nếu quý vị thấu hiểu thì thế giới Cực Lạc ngay trước mắt,
không phải là 10 vạn Phật độ xa như vậy. Nếu quý vị không hiểu thì không biết có bao nhiêu ngàn ức Phật độ xa xôi diệu vời. Cho nên nói, lúc mê ngàn quyển thiếu, ngộ rồi một chữ, quá dư thừa. Lúc mê nghiên cứu quyển kinh này, lại nghiên cứu quyển kinh kia, nhưng cũng không rõ ràng sáng suốt. Nếu đã chân chánh giác ngộ rồi, không cần nói nghiên cứu hết thảy kinh điển, thậm chí một chữ cũng là dư thừa. Nhưng điều này cần phải chân chánh hiểu rõ mới được, không nên chưa hiểu mà nói đã hiểu. Nói tôi không cần xem kinh, niệm Phật. Kỳ thực, đó là thứ làm biếng, làm bậy. Có người nói với tôi lúc trước xem rất nhiều sách, đó là sai lầm, nay tôi sách gì cũng không thèm xem. Trong lời nói đó biểu thị ông ta đã thành Phật, cho nên cái gì cũng không cần nữa. Đây thật ngu si đến cực điểm, căn bổn cái gì cũng không hiểu mà mạo nhận đã hiểu. Giống như lấy nước lạnh pha trà là việc làm vô ích. Dùng nước lạnh pha trà thì làm sao ra trà được. Cho nên những người kỳ khôi quái gở trên thế giới này thật là nhiều. Sử quân người Đông Phương mà tâm tịnh thì không có tội. Còn tuy là người Tây Phương mà tâm chẳng tịnh thì cũng có tội. Người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương. Còn người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu vãng sanh về xứ nào? Rằng ý của Lục Tổ Đại Sư trong đoạn này là bất luận quý vị ở Đông Phương hay Tây Phương đều không nên tạo ác nghiệp. Nếu quý vị tạo nghiệp thì một phương cũng không thể vãng sanh mà sẽ sanh đến ngạ quỷ phương, súc sanh phương, địa ngục phương. Cho nên nếu quý vị tu niệm Phật mà muốn vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương cũng phải tu thiện. Tu thiện tông cũng cần phải tu thiện, không tu thiện, không làm công đức thì không thể thành tựu đạo hạnh của quý vị. Lục Tổ Đại Sư nói với Thứ Sử Vi Cử, Sử Quân, người Đông Phương chỉ cần tâm thanh tịnh, tức không có tạp niệm, lòng ích kỷ, tự tư tự lợi, tâm tật đố chướng ngại, tham tâm, sân tâm, si tâm, nếu không có tà niệm chính là không có tội lỗi. Tuy người ở thế giới cực lạc Tây Phương, nếu tâm không thanh tịnh thì người đó cũng có tội. Nhưng đây là ví dụ, mọi người không nên cho rằng Lục Tổ Đại Sư nói người Tây Phương nếu tâm không thanh tịnh cũng có tội. Cần biết, người ở thế giới cực lạc Tây Phương không giống với người ở thế giới Ta Bà chúng ta. Họ không cần phải tịnh kỳ ý, vì tâm của họ vốn là tịnh, không có tham sân si, không có ba đường ác. Cho nên đoạn này chỉ là ví dụ, không nên lấy Lục Tổ Đàn Kinh làm căn cứ nói tâm người Tây Phương cũng không tịnh. Mà cần phải biết, tâm người Tây Phương không có sự sai khác giữa tịnh và bất tịnh. Lục Tổ Đại Sư lại đưa ra một ví dụ. Các ông nếu chấp trước người Đông Phương nhất định phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vậy thì người Tây Phương tạo tội niệm Phật lại cầu sanh vào cõi nào đây? Đây chỉ là ví dụ, vì người Tây Phương không bao giờ tạo nghiệp tội. Chẳng qua Lục Tổ Đại Sư vì muốn phá chấp trước của người, cho nên cố ý giảng như vậy. Nếu quý vị ở Đông Phương niệm Phật muốn vãng sanh Tây Phương, điều trước tiên cần phải không có tội lỗi. Nếu quý vị có tội thì không chỉ Tây Phương mà một phương cũng không thể đến được, và phương đến của quý vị chính là địa ngục. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói, người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào, chẳng lẽ đi đến thế giới cực lạc? Do vậy không nên chấp trước như thế. Người phàm mê muội chẳng tỏ tánh mình, không biết cõi tịnh độ trong thân nên mới phát nguyện đông nguyện tây. Còn người giác ngộ giàu ở chỗ nào, tâm địa cũng một mực thanh tịnh tự nhiên, cho nên Phật nói vô luận ở đâu tâm hằng an lạc. Sử quân, nếu tâm địa mình trọn lành thì cõi Tây Phương cách đây chẳng xa, bằng mình kêu mang cái tâm chẳng lành mà niệm Phật cầu vãng sanh thì ắt khó đến cõi ấy. Nay khuyên các thiện tri thức trước trừ 10 điều ác, tức là đi tới 10 muôn, sau dứt 8 điều tà, ấy là qua khỏi 8.000. Niệm niệm thấy tánh thường làm việc công bình thì đến cõi ấy mau như khảy móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Rằng phàm phu tục tử không biết tu tự tánh, không biết tự mình trước tiên phải tự tịnh kỳ tâm, chính là tịnh độ, cho nên phát nguyện cầu sanh Đông Phương, cầu sanh Tây Phương. Nhưng người khai ngộ ở bất cứ nơi nào cũng đều giống nhau, người này tùy chỗ trú ngụ mà an ổn, ở chỗ nào cũng không có lòng phân biệt. Cho nên Đức Phật thường nói, tùy sở trụ xứ hằng an lạc,
Sử quân à, nếu tâm địa không có chỗ nào không thiện, chỉ sung mãn lòng từ thiện, thì Tây Phương cách chỗ này không xa. Nếu ông ôm ấp tâm không thiện, thường làm những việc không tốt, thì dù có niệm Phật cầu vãng sanh cũng không đến đó được. Nay ân cần khuyên nhắc các vị thiện tri thức, trước tiên cần phải đoạn trừ thập ác, đó chính là đi 10 vạn dặm đường. Sau đó trừ bát tà, đó chính là vượt qua 8.000 dặm đường. Nếu ông niệm niệm nhìn thấy bổn tánh của chính mình, thường làm việc công bình, chính trực, vậy thì đến thế giới cực lạc Tây Phương, nhanh như khẩy móng tay, liền lập tức nhìn thấy Đức Phật A-di-đà. Sử quân, nếu làm 10 điều thiện thì cần gì phát nguyện vãng sanh, còn nếu chẳng dứt lòng kêu mang 10 điều ác, thì Phật nào tới giúp mình? Nếu hiểu rõ vô sanh đốn pháp thì trong một sát na ắt thấy cõi Tây Phương. Bằng chẳng hiểu rõ pháp ấy mà cứ niệm Phật cầu vãng sanh thì đường xa vời vợi, thế nào mà đi đặng tới cõi ấy? Để huệ năng này rời cõi Tây Phương trong một sát na cho các ngươi liền thấy trước mắt, các ngươi muốn thấy chăng? Chúng nhân đều đảnh lễ đáp rằng: nếu thấy cõi ấy thì cần gì phải nguyện sanh, xin hòa thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho mọi người được thấy. Giảng: sử quân, ông tu thập thiện cần gì phải nguyện vãng sanh? Quý vị xem, người ta không dám tu thập thiện, nói: tôi vừa làm việc thiện liền có ma chướng. Nhưng ngược lại, họ không sợ rằng làm ác sẽ có ma chướng, vì làm ác chính là ma làm, nhưng họ lại không sợ làm ác. Ôi con người điên đảo như thế! Nếu ông không đoạn trừ tâm thập ác, thì thân ông đầy rẫy nghiệp tội từ đầu đến chân, mỗi gốc chân lông đều chứa đựng nghiệp tội, thì làm sao ông có thể đến Tây Phương được? Phật nào mà đến rước ông? Ông làm điều tốt, dù không cầu vãng sanh Tây Phương, cũng sẽ được vãng sanh. Nếu ông làm điều xấu xa tội lỗi mà cầu vãng sanh Tây Phương, thì cũng không được vãng sanh, vì ông có tội, nghiệp trói buộc ông. Tuy nói đới nghiệp vãng sanh, đó chỉ là nói như vậy mà thôi. Ông cần phải tự tịnh kỳ ý mới có thể được. Cho nên nói Phật nào đến rước ông là kẻ tội lỗi, chỉ biết làm việc xấu xa. Nếu ông hiểu rõ pháp môn đốn ngộ tự tánh vô sanh, thì ông nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương rất nhanh. Nếu ông không ngộ tự tâm, lại không làm điều thiện, mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, thì lộ trình xa vời thăm thẳm không có cách nào đến được. Huệ năng tôi, Lục Tổ Đại Sư tự xưng cùng với quý vị trong khoảnh khắc sát na rời Tây Phương đến chỗ này, khiến cho mỗi người đều có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương. Các ông có muốn xem không? Mọi người vừa nghe nói có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương đều sanh lòng tham, vì thế liền khấu đầu đảnh lễ nói: nếu ở đây có thể thấy, vậy thì chúng con đâu cần phải phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Chúng con nay cúi mong hòa thượng phát đại từ bi, khiến cho thế giới cực lạc Tây Phương xuất hiện, cho chúng con mọi người đều được thấy. Sư nói: đại chúng, người ở thế gian, xác thân của mình là cái thành, con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi là các cửa, ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Tâm là cõi, tánh là vua, vua ở tại cõi tâm, tánh ở thì vua ở, tánh đi thì vua mất, tánh ở thì thân tâm tồn tại, tánh đi thì thân tâm hoại hư. Muốn thấy Phật phải ngó vào trong tánh mình mà tìm, đừng ngó ra ngoài thân mà kiếm. Giảng: Lục Tổ Đại Sư nói muốn đem thế giới cực lạc rời đến trước mặt mọi người. Hôm qua tôi cũng hứa đem thế giới cực lạc rời đến Phật giáo giảng đường Buddhist Lecture Hall ở San Francisco, nơi Hòa Thượng giảng kinh. Nhưng di chuyển tốn rất nhiều thủ tục và phiền phức, cho nên hôm nay chúng ta dùng nguyên liệu tại chỗ, tức là sẽ không rời thế giới cực lạc, mà đem thân của chúng ta biến thành thế giới cực lạc. Đây là điều hay nhất. Lục Tổ Đại Sư nói: quý vị thiện tri thức, xác thân của các ông chính là thế giới cực lạc. Tâm ông tịnh thì Phật độ tịnh, Phật độ tịnh chính là an lạc. Tâm tịnh thì không có một pháp ô nhiễm, dù ở trong ô nhiễm cũng sẽ biến thành thanh tịnh, không bị pháp ô nhiễm xoay chuyển. Cho nên nói hết xác thân của mình là thành. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Ngoài có 5 cửa là chỉ cho nhã nhĩ tỷ thiệt thân, trong có cửa ý. Bên trong có ý niệm, nó có lúc đóng lúc mở, giống như ý, có lúc suy tưởng, có lúc không. Tâm người ví như đất, chính là vàng ròng của thế giới cực lạc làm đất. Tánh là quốc vương, Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà trụ ở trong tâm của mình.
Lúc tánh hiểu rõ, ông biết tự tánh thì tồn tại là như như bất động, thường thường sáng suốt hiểu rõ, như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó cũng giống như vua đang ở. Lúc tánh rời khỏi, vua cũng không còn. Ông có thể minh tâm kiến tánh, đó chính là A-di-đà Phật hiện tiền. Lúc tự tánh ở trên thân, thân tâm cũng tồn tại. Nếu tự tánh rời khỏi, thân tâm cũng hoại. Cần phải biết Phật là tự tánh tu, tự tâm là Phật, tự tánh là Phật. Cần phải ở trên tự tánh dụng công phu mới có thể thành Phật, mà không nên tìm cầu ở bên ngoài. Tự tánh chính là Phật tánh, Phật tánh cũng chính là tự tánh. Phật tánh và tự tánh không hai, không sai khác. Cho nên muốn thành Phật thì cần phải ở trong tự tánh dụng công phu, chính là tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm. Cần phải đoạn trừ tất cả tập khí tật xấu. Nếu không đoạn trừ thập ác bát tà và các tật xấu của mình thì không thể nào. Cho nên nói không nên tìm cầu ở ngoài thân.